Hi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay thì mình cũng rảnh và bây giờ là mình sẽ làm một cái video coi thử là đi từ Sài Gòn xuống tới Vũng Tàu là mất bao nhiêu lâu nha các bạn. Thì bây giờ là mình cho bạn xem, bây giờ là 7 giờ 10. Đó, đây là 7 giờ 10 nha các bạn. Thì mình từ thao ra, mình đang quay video và mình tự mũ rồi đeo găng tay vô, rồi cho khoảng 7 giờ 15 là mình xuất phát nha. Và mình sẽ đi xuống Vũng Tàu, tới thành phố Vũng Tàu luôn, là nó mất bao nhiêu thời gian nha các bạn. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ check đồ và mình quay lại hành trình đi nha các bạn nha. Mình sẽ cắt lại một số đoạn. Rồi ok. Xin chào các bạn nha, bây giờ mình đang ở dưới mới vừa chạy của ngã ba 621 ở Thống Đốc nha các bạn. Thì nãy nghe chỗ cái vòng tuyến nghe chỗ khu công nghệ cao á, đi gần công an nghe đường phi nát, thì mình cũng đầy đủ, chỉ có một xíu thôi, lại đeo tai nghe nên mình sợ là mới chạy được vàng tí, nên là nó hơi lâu tí. Thì mình nói luôn cái hành trình này là mình sẽ đi nó từ từ thôi, mình đi theo tốc độ từ khoảng 30-40 là cao lắm rồi. Nói chung là mình có thể ăn còn được, ở những đoạn ván thì mình chạy nhanh hơn tí thôi, nhưng không thể nào mà vượt 50 km/h nha các bạn. Thì kiểu như mình đi mình mệt thì mình nghỉ, mình đi một cách thoải mái nhất có thể, thì mình coi thử mất bao nhiêu tiếng nha. Đó, thì bây giờ mình đang đứng ngay chỗ đây nè, các bạn có thấy không? Đây, xe người ta đi xuống nè. Đây là hướng chuẩn bị là đi hướng xuống Đồng Nai nè nha các bạn. Bây giờ mình tìm lại cái đường đó, thành phố Vũng Tàu. Mặn bữa nay cũng yếu rồi nha các bạn, mình cũng phải mới nạp cạc vào. Bây giờ mình sẽ chạy đường quốc lộ 51 nha, rồi tiếp tục hành trình. Thì mình trai bản đồ là nó tới 86 cây lận nha các bạn, 86 cây cũng căng á ha. Nếu mà chạy tốc độ vài là nhiều khi tới 4 tiếng mới xuống nó luôn các bạn, thậm chí hơn á. Tại mình chạy chậm lắm, yêu cầu nó không còn á. Mình đi mình sợ công an lắm, đi cái đường lộ thì gần công an là chạy qua thôi, chứ giờ đoạn có đường ngồi tắt sao tiếng khi mà đường tắt đấy. Hồi nãy là ở cái mộng tuyến á, tại vì cái đường khu đó mình rành, mình biết cái đường nào chạy qua được thì mình cũng né được. Hồi nãy giờ sáng giờ mình đi mới mới chạy ra khỏi quận 9 là dính hai chốt rồi, một chốt là ngay chỗ trường khu test, ngay chỗ khu mày cao. Còn ở chốt ngay chỗ cái vòng tuyến chạy tới ngã ba 621 á, thì mình nghĩ tỉnh khó thì nó ít hơn, mặt khó ít hơn nên hơi chuyện rộn tí. Quá nhỏ các bạn, mình đi mình lo mình chạy mấy cái ngay chỗ cái đoạn ngã ba qua quốc lộ 51 á, vừa có cầu Đồng Nai là rẽ qua bên phải để mình đi qua tới quốc lộ 51 nó gần, mà mình không lấy mình đi qua luôn con ba luôn. Thì kia mình thấy cái đường là lạ, đây là Biên Hòa này, Biên Hòa gì không làm đường đó, Paco gì đây nè. Thì mình nhìn cái bản đồ mình phải vào lại, nó giống như một cái đập giá các bạn. Thì bình thường thì mình chỉ cần rẽ phải qua đập cái khúc tới luôn, còn này giống như mình chạy cái đường mà hai cạnh cái đập giá bên kia thành ra nó bo ra xa lắm, nhưng mà lỡ rồi thì chạy luôn. Thì bên đây mình cũng không yêu cầu gì thời gian, mình đi từ từ vậy là thôi cứ đi luôn cho rồi, bây giờ sao quay lại nữa, được chiều trơn rồi. Còn thấy cảnh này đẹp không, chủ yếu là khu công nghiệp cho các bạn, mình thấy công nghiệp công ty rất là nhiều luôn, tập đoàn Thanh Thanh, Thaco. Đúng là ngay chỗ khu công nghiệp á, nãy là cái đường rẽ là ngay chỗ khu công nghiệp Biên Hòa đó, gần gần đoạn đó cho lâm bát ở đây luôn nè. Ê, 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 có đường rẽ, có khi là mình rẽ qua được á. Bây giờ mình sẽ cho bản đồ thử.
không có đường nào gần các bạn ơi, coi cái chạy đường lộ. Ai các bạn ơi, như vậy là mình mới vừa vào trong cái đoạn làm đi xe đường á, vào qua Tam Giác á, bây giờ mình đã đi đúng lộ trình của nó rồi. Theo bản đồ thì ở đây là quốc lộ 51 nha các bạn. Đúng là chân ngu thì cái chứ. Các bạn biết sao không? Tại vì cái đường mình kia cái đường đi nhầm á, là cái đường đó là dân cư sắp đông. Với lại cái đường nó nhỏ nữa nên là chạy xe nên là lâu lắm, tốn phải 20 phút á, 20-30 phút á, lãng phí. Cái gì nổi tiếng ở Đồng Nai ta. Đây gì mà nhiều lắm. Không nghe là có mấy cái này. Đang không bự á. Bự ra Bình Đòn luôn. Mẹ đó. Chân lá thì cũng giống như keo. Đó là cánh đồng lúa ở Long Thành, Đồng Nai. Đó là cái keo, đây đúng chắc là cái keo luôn. Rừng keo. Bên cạnh nó có một tòa biệt thự. Một đáng chất thiệt. Đúng chất mê lên luôn. Trời ơi, sao đẹp lắm hả? Một cái giống như một cái con sông nhỏ, sát bên trong người ta là một công viên, giống như công viên nhỏ ở ngoài á, bên cạnh là một cái hồ đáng. Lúc xuất phát á, mình
tiền từ lúc 7:20 đúng rồi, đúng rồi, 7:20 là xuất phát từ lớp nha các bạn. Và hiện tại là giờ mình đang ở thị trấn Phú Mỹ, đang ở khu công nghiệp gì Mỹ Xuân á. Và hiện tại bây giờ là 9:25 và mình đi khoảng 2 tiếng là mình chưa kể là lúc nãy mình có đi nhầm đường, mình đi vào một đoạn nữa. Nếu mà khoảng đó thì sơ là khoảng mắt mình vẫn thấy mất khoảng 20 đến 25 phút. Thì nếu tốc độ này thì mình nghĩ là đi với tốc độ bình thường giống mình thì tầm tới 3 tiếng thì cũng rất là cho tới phố Vũng Tàu thôi nha. Rồi bây giờ tiếp tục hành trình. Hai các bạn ơi, bây giờ mình đang chạy xuống thành phố Bà Rịa nè các bạn. Ở đây thì mình đã thấy sông rồi, hồ nhiều lắm, mát với đầu mát rồi. Nãy là mình mới rẽ từ thành phố Bà Rịa các bạn, bây giờ mình đang đi xuống thành phố Vũng Tàu nè. Chạy thì chắc tầm nửa tiếng thôi, mình thấy vẫn ngồi tầm 20 cây. Thấy đẹp kia không? Hi, xin chào các bạn nha. Thì nãy giờ đi mà mình không để ý luôn là ở đây đó là thành phố Vũng Tàu đấy các bạn. Hiện thì mình đang ở trên đường 30 tháng 4 á, 1752 đường Võ Nguyên Giáp. Ở bên kia là Võ Nguyên Giáp, còn bên này là 30 tháng 4. Đấy là cục đây nha, cùng một đường à. Đi đường thì nói chung là có cảnh này đẹp kìa, qua lại cho bạn xem. Sáng lại tiểu luôn. Đẹp ghê không? Gò bay rồi nữa. Rồi bây giờ tiếp tục lên đường thôi. Đây là thuộc vào trung tâm luôn nè, trung tâm thành phố luôn các bạn. Ở đây mình đang ở đường Nguyễn Hữu Linh các bạn. Thì mình có hẹn bạn ở quán cà phê Marathon gần ngã Nam Lê Hồng Phong là đường Ba Tu á. Bây giờ mình di chuyển đến quán cà phê. Bây giờ mình quay sơ lại quay cảnh ở đây cho bạn xem này. Thành phố Vũng Tàu, đường Nguyễn Hữu Linh nha các bạn.